Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một cái chủ đề thực hành, đó là làm tool liên quan đến cho trader crypto. Nó sẽ sử dụng API của Binance để hiển thị giá nhé. Mình sẽ làm một cái cửa sổ nhập vào các cái cặp tỷ giá coin này. Mình dán thêm một vài cặp vào cho nó nhiều nhé. Và bấm đồng bộ giá. Khi bấm đồng bộ thì sẽ có một cái cửa sổ khác hiện lên, hiển thị các cái cặp mà mình đã chọn, và cứ mỗi 5 giây nó sẽ cập nhật lại một lần. Ví dụ như Bitcoin đang là đuôi là 95, chúng ta sẽ đợi một chút, nó đã cập nhật lên 96. Thì đây chỉ là tool mà mình và các bạn sẽ thực hành đấy. Tool này sẽ là một cái nền tảng để cho những bạn trader muốn làm những cái con bot auto bằng AMK